Tập 4. Tối cường thiên đế hệ thống. Thi thể này là giả. Lúc đưa vào thì không có vấn đề gì, là bị cái tên tiên tộc kia tráo đổ rồi. Không thể nào. Tại sao hắn lại làm như thế? Tôi luôn nghĩ những chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày qua. Một người phụ nữ lai lịch bất minh chết tại Long Cảng bị đưa vào hình ngục tỳ. Ngày hôm sau thì con gái của thành chủ A Cầm, vốn dĩ là người ngốp hơi tàn, lại đột nhiên tính lại một cách kỳ tích. Sau đó thì Bạc Hà là đã tới Tuyệt Long Cảnh, ý tính mạng của A Cầm. Đứng lại, dám xông vào thành chủ phủ, muốn chết hả? Đêm đó thì tiên tộc ta xông vào thành chủ phủ. Sau đó thì thủ hạ của Bạc Hà là thậm chí là bản thân hắn. Từ người một đều bị giết chết. Đại nhân, tôi nghe nói tiên tộc kỳ gần đây rất thân thiết với đại tiểu thư A Cầm. Tất cả không phải là trùng hợp. Đại nhân, không có chứng cứ cụ thể. Đại tiểu thư A Cầm không có bất kỳ liên quan gì tới người phụ nữ đó. Khi đó thì đồ vật ở trong túi trữ đồ của cô gái đó mang theo nhất định là có thể tìm ra manh mối. Trần đại nhân, đừng tiếp tục điều tra vụ án này nữa. Thi thể nằm trong đó, cậu xin người. Trần đại nhân, tôi hiểu, nạt nhất. Tiếp tục điều tra sẽ dẫn tới họa thiệt thường. Ngươi đừng có sợ, ta không điều tra nữa đâu. Cứ đợi vụ án này qua đi vậy. Ừ. Bọn ta tự động đến đây này thì tìm được 11 cái. Ta tự nhà đến ra đây này thì tìm được 29 cái. Ta đi mấy vòng Tây Thành tìm được 100 cái. Nói xạo, ngươi biết đếm tới 100 hả? Ai tìm được nhiều thì người đó có được bánh ngọt, ta thắng rồi. Người sợ lá không được tính. Đi rồi được rồi. Trần đại nhân đến sớm thế. Hoàng hôn mới lên. Mấy ngày trước thì sự hiện lệnh với kết của bộ thì ta cũng đã viết lệnh mới rồi. Diễn lại sự tích thái bạch thiền sự vô ngọn phàm giới nằm đó. Có điều tới này ta phải nghỉ ngơi. Muốn nghe hát thì phải đợi ngày mai. Ta không tới để nghe kịch. Vậy để đến đây làm gì? Trần Dục Thừa nhân tộc còn hát ca. Ta mang rượu tới. Cơ thể kia của ta chỉ bằng hỏa thiêu đi. Trò cô rã xuống miệng lớn, làm lỡ tan cho bản thân mình. Thấy rất là kỳ quá nhỉ? Không sao cả, đây chính là nghi thức thôi. Không giống ta, trước kia ta chết thì cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Cảm ơn nhé, làm phiền người lén trộm thi thơ ra. Ây da, chứ nhỏ thôi. Ô Dương Tịnh à, người đến đây lát đi, có chuyện rồi. Ừ? Lại có phát hiện gì nữa sao? A Cầm, đây là Thái Bạch. Các ngươi chưa từng gặp nhau nhỉ? Ồ, ngươi là ngươi. Ngươi chính là cái người to lớn ở trên trời kia. Một hệt cả mặt mũi, ta không nên đồng ý đi làm đi phạm nhầm giới hiền linh. Quỳ sao thế hả? Sợ gia tiếp ư? Sau đó thì nói như nặc nhất khuyên đệ không nên tiếp tục điều tra nữa. Bên ngoài thành thì lòng cản, nơi ở của Trần Dục Thừa, người ta cũng vì tốt cho đỡ. Chuyện này liên quan tới tiên tộc và thành chủ. Tiểu đệ dám nhúng tay vào thì cái mạng nhỏ này cũng không còn. Đệ không muốn liên lụy tới cô ấy nên mới không điều tra nội chuyện này ở trong thành ti nữa. Cả trên phố thông tin nhanh nhạy, các có thể giúp đỡ tìm anh mối không? Xem ra chuyện này không thể cho trôi qua rồi. Không thể. Khuyên người phụ nữ chạy tới đây nhờ vá huynh đệ gì chứ? Anh em ruột thì lấy ra gì để bán? Không phải đệ. Mời huynh có giúp hay không? Ây giờ giúp chứ. Đi tốt của ta không thành vấn đề. Có điều Dục Nhân à, chuyện này ta phải hỏi rõ. Tại sao đệ nhất định phải điều tra vụ án này? Hình ngục thì các đệ sự này làm việc đều là pháp luật của phạm giới, nhưng chỉ có thể quản nhân tộc và bản yêu. Yêu tộc phạm pháp nhiều lắm cũng chỉ là báo cáo cho các trường lão yêu tộc đền đoạt. Thánh chủ Tiệt Long Càng thì trước này đều chấp hành nghiêm khắc, nhưng mà cũng chịu sự hạn chế của yêu tộc ở bên trên.
Ta nói như thế này nha, vì thành chủ là bao nhiêu, mới lần cần lợi dụng pháp thuật duy trì quyền lợi của bản thân. Nói nhưng mà hắn và yêu tộc cũng sẽ không quản lý nhiều như vậy đâu. Chuyện này không liên quan tới nội bộ yêu tộc và bản yêu. Để không muốn quản mấy cái chuyện này. Thì vậy ta không nghĩ ra được chuyện này. Chẳng lẽ là tiên tộc đổi đất trở lại kiến địa không vui? Thành chủ đối diện với thiền sư cũng phải quỳ xuống đầu hàng. Mà dù chuyện kỳ cơ bản là làm chật có, nhưng mà đám nhân vật lớn như vậy cũng biết diễn kịch lắm. Tiên tộc khởi nghĩa trực tiếp uy hiếp tới ma tộc và yêu tộc. Hãy để cho họ đấu giá nhau đi. Thần tiên đánh nhau thì phàm nhân chịu khổ. Nghìn năm trước đến bây giờ cũng thế. Thường dần bạch tính tự lo cho mình đi. Nếu làm việc tại thành thị chẳng lẽ không ai biết nắm quyền thì làm việc cho người đó ư? Tiên tộc cũng vậy mà yêu tộc cũng thế. Đời là chủ thì phục vụ ai cũng là phục vụ mà. Nói gì thế trời? Là nói thật lòng. Đại tiểu thư A Cầm kia, cô ta có thân phận gì? Cô bé đó có liên quan gì tới tiên tộc? Không cần thiết phải điều tra rõ ràng là cái gì. Ây da, phiền quá đi mất. Sớm biết tới này thì đã không đi hóa tiêu gì đó rồi. Không sao đâu A Cầm à, đừng để ý làm cái gì. Tên trần dục nhân này cũng chỉ là quan sát quan của thành tỳ, cái sức ảnh hưởng có hạn. Thái bà đà, tại sao đột nhiên đổi cờ nói chuyện rồi? Người lên kinh chính nói chuyện đi chứ. Hiện nay chỉ có thể gây khó khăn cho họ, là họ không thể tiếp tục điều tra nữa. Ta chỉ khiến cho người lộ mặt chẳng lẽ là hại chết người. Ở trong nhà nghìn năm rồi chẳng phải là không ra ngoài gặp mặt người khác sao? Nói chuyện chính, trả lời câu hỏi của ta. Quên nói những điều này ta đều hiểu. Vậy để còn điều tra rốt cuộc là để còn có khúc mắc gì? Thi thờ nữ dù dành kia chính là cô nương nhân tộc. Nhạc sát của cô ta đưa đến hình ngục tỳ là một vợ chồng già. Còn cho rằng cô ấy rất giống với rất nhiều thi nữ nhân tộc khác. Bị yêu tộc nhắm trúng bắt đi. Sau khi giết chết thì vứt thi thờ ra bên ngoài. Vụ án thế này quá nhiều. Một thi thờ bị phát hiện thì khả năng đằng sau nó là vô số thế này nữa. Chứ dù là có thể lập án thì cũng khó mà tìm được hung thủ. Thời gian càng lâu thì người bị hại sẽ càng nhiều. Chứ dù tìm được hung thủ thì làm được cái gì họ? À, để chỉ hy vọng giảm bớt người bị hại, có thể giải cứu được người nào thì hay người đó. Đi đừng vội. Ta có câu hỏi. Thi thở kia để chắc chắn là bị ngược đại đình chết chưa? Các đề nghiệm thì có thể điều tra ra được cái gì không? Không phát hiện ra dấu vết bị xâm hại, nhưng mà với tương trình người cô ta được tạo ra dấu vết chạm đập mạnh, không phải rớt từ trên cao xuống thì cũng không phải là sức mạnh của người bình thường có thể làm được. Hung thủ khả năng lớn là yêu tộc hoặc là bán yêu, cũng có khả năng là người tu luyện nhân tộc ở trên trúc cơ. Đây là người tốt. Nên, khi con xuyên không đã xảy ra chuyện gì mà có vết thương này như vậy? Là tai nạn xe à? À mặc kệ đi, đi giải thích rõ ràng với họ. Bỏ đi, thế giới này làm gì có sự hơi mà để cho cô đi giải thích. Trần dục nhân này xuất phát từ lòng tốt, nhưng mà đáng tiếc điều tra sai người. Cơ thế này sẽ đi vào ngõ cụt mà thôi. Thế như tôi thấy thì mặc kệ hắn đi. Thế cũng tốt. Ta hiểu rồi. Ta giúp đệ lưu ý thông tin. Tiền đề là đệ suốt ngày nghĩ đến việc đối đầu với tộc nhân kia. Cái này thì đệ biết mà. Ca, tay có quên gọi đây sao rồi? Bên cũ thôi, không uống rượu thì không ngủ được. Đừng có lấy cái cớ để uống rượu. Đề kỳ cho Quỳnh một thuốc giảm đầu, Quỳnh uống đi chưa? Vô dụng thôi. Hai ngày này đau kinh khủng luôn. Thật hả? Có phải là cái liên quan tới tiên tộc? Đừng nói lường tùm ta sợ. Để đề xem. Đó là âm dương tỉnh. Ta thấy rồi. Xem ra chuyện này vẫn chưa xong đâu. Sao thế? Trên tay của người kia là tru tiên trận. Cái gì? Chuyện này rất nghiêm trọng. Có nghiêm trọng hay không mà? Nói thế này nha. Thiên đế đời trước võ liều linh tiêu chính là do tru tiên trận gì chết. Mười năm trước nhà ta bị quan phủ niệm phong. Bị quan phủ tự thu gia sản, cha mẹ thì bị người ta tố cáo tự ý cất giữ công pháp tu luyện.
Yêu tộc nắm quyền phàm giới chín châu 16 quận. Vì muốn tiêu diệt hết dư đảng của tiên tộc, độc quyền còn phát tu luyện nghìn năm qua luôn cấm tự ý tu luyện. Mà kinh vạn pháp thì từng là của tiên tộc ở trong dân gian, đều sẽ bị xử tội nặng. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì các quận của các thành đều có cách riêng của mình. Lâu dần thì lợi dụng tội danh này mà vụ oan giá họa thành chuyện bình thường. Mà quan sứ lại cầu kết tầm ù ở tầng lớp nào cũng có. Cuối cùng thì cha mẹ ta chết trong ngục. Ta về địa điểm đi nhiều nơi, cuối cùng cũng tìm thấy được thi thể của họ trong một cái hố đất trong rừng. Chết cùng với mấy chục người khác, khắp nơi rồi bò bè quanh. Bỏ sát nơi núi hoang vu này. Hai chúng ta tốn hết 3 ngày 3 đêm trong thi thể của họ. Cả, sau này hai ta phải làm sao? Cha mẹ rõ ràng là không làm gì cả. Cái gì mà công pháp tu luyện chúng ta cũng đâu phải là con cháu của cách tông môn, của môn giáo phái tu luyện gì đâu. Sao lại cứ có cái thứ đó được chưa? Nhất định là hãm hại. Kìa, quên nói gì đi chưa? Tay của Quỳnh chảy rất nhiều máu. Chuyện như thế này, sao lại như thế này? Đều là lỗi của ta. Cái gì? Là do ta hại chết cha mẹ. Quỳnh, đây là sao? Để con nhớ cái hộp ngọc ở trong thư phòng không? Quỳnh, là cái hộp mà cha không cho chúng ta đụng vào. Hôm đó, lúc ta tự lấy sách thì không cẩn thận làm rớt nó xuống đất. Bên trong là một bức họa. Vợ thiên đế Linh Tiêu Triệu Hội bị nhốt ở trong Tru Tiên Trọng. Lên cải tự vị thì cũng sát phạt cùng với thiên đế đó. Đế đồ. Chỉ có điều là một bức tranh mà thôi, không phải là công pháp gì. Quỳnh cũng chưa từng tu luyện công pháp gì. Quỳnh cũng không làm chuyện ngu ngốc đó, phải không đại ca? Nhìn ta bức vẽ trong bức tranh đó, tôi trân trọng trong bức tranh đó, hắn là lên cánh tay ta, làm sao cũng không xóa đi được. Quỳnh đâu thế, là có người nhìn thấy vết cắt trên tay của mình, vì thế cha mẹ mới bị tội giác. Cả, đó thực sự là Tru Tiên Trọng truyền thí đồ. Thật may mà, ấy thật hay giả, thì cái nghi gì chưa? Lúc cha mẹ đi mang ta theo thì không làm được cái gì cả. Chứ dù là thật, thì Tru Tiên Trọng cũng có thể tiêu diệt được tiên tộc. Thì tiên tộc ngày mai đã tuyệt vong rồi. Thứ này chính là pháp thuật vô dụng nhất thiên hạ này. Cũng vì cái thứ này. Cả, quên là cái gì đó. Rốt sạch da thịt hỏa thiêu. Ta từng thử vô số cách không thể nào xóa trận pháp này. Ngược lại nó càng ngày càng ăn sâu vào da thịt của ta. Giống như là một cái gồng in sâu vào cơ thể này. Đi rồi hả? Không muốn thơm ly nói sao? Để xin nửa ngày phép, tối cùng về trực bàn. Chuyện nhờ Quỳnh, Quỳnh đã đồng ý rồi thì đưa Quỳnh đi nha. Ý dạ tuấn mệnh. Trần đại nhân đi thông thả. Làm gì thế? Tôm chết đi được. Tìm kiếm manh mối à? Mấy ngày mà dục nhân tiếp quản vụ án thi thể nữ vô danh đó, thì ấn ký kỳ lạ này đã xuất hiện ở trên tiệc Long Cạn. Ban đầu còn cho rằng là ám hiệu gì đó, sau đó thì điều tra mới phát hiện ra chỉ ít thì cũng có cái trên 1000 cái. Từ nhà tới đây thì tìm được 29 cái. Nói sao? Người biết đếm 100 hay không hả? Ta đi cấp vài vòng Tây Thành thì tìm được 100 cái rồi. Ai tìm được nhiều thì người đó có được bánh ngọt. Ta thắng này. Khắp phố, đường lớn nhỏ của tiệc Long Cảng càng lúc càng nhiều, thì ký hiệu sẽ càng ngày càng nhiều. Là ai đã để lại? Và nó có tác dụng gì? Đây là một câu đố. Có điều kết hợp với sự phát hiện của dục nhân thì nếu như ký hiệu này có liên quan tới tiên tộc. Dạ. Trần Dục Thừa phải không? Âm thanh này truyền vào não của mình. Ai đang nói chuyện? Ngươi nghĩ lại. Tiếng con trai, mặc dù chưa từng nghe gặp nhưng chắc là hắn. Xem ra chuyên dục nhân điều tra tiên tộc đã bị phát hiện rồi. Địa điểm của ta là Trần Dục Nhân chỉ hoàn thành chức trách của nó. Chứ không hề có ý gây ngại cho tiên tộc, xin đừng trách tội nó. Không làm gì hạng cả, ta đến là tìm người. Uống vài ly cho. Không biết là tiền quần tồn tính đại danh là gì?
Ta chỉ là tên chạy việc mà thôi. Ta không phải là tiền nhân mà ai cũng biết kìa. Cũng không phải là con cháu quý tộc hiền hách gì cả. Và ta chính là tài, xuất thân bình thường không có bối cảnh. Nên tên gì cũng không quan trọng. Còn cháu quý tộc cái gì chứ, tên thối này nói chuyện mà cũng nói khấy người khác mà. Sao không nói thẳng ra luôn đi. Đúng rồi, tên thật của A Cầm là... Tên ta là Tần Cầm, Tần trong Tần Thủy Hoàng á. Quỳ đáng yêu quá. Ta nghe nói là tiền quần tự xưng là Tây Ninh ở thành phụ chủ. Không biết là trong tên cái chữ tỉnh không? Ây da, bị ngươi nói trúng rồi. Tại sao? Tại sao ta vẫn còn sống? Nếu như cái gì cũng biết thì chắc chắn là tu tiên trọn gì. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Ta nghe được rất nhiều sự tích về tiên tộc này từ vật nhân tộc. Thực lực của hắn thì tuyệt đối có thể sớp vào tiền bạc. Nhưng mà hình như không phong hiệu, chắc là có hoặc là cố ý che giấu. Hắn trà trộn vào thành phụ chủ, gặp phải Bạc Ha Là. Hắn di chuyển đến biển rồi mới ra tay. Có lẽ là vì không muốn làm hại người vô tội. Cũng có thể là che giấu thực lực. Sao thế? Tự nhiên đi là muốn hỏi cái gì thì hỏi. Tây Hạ có một câu hỏi. Ký hiệu này. Ký hiệu này trải khắp thành của tiên tộc. À, đó là do ta làm. Thật hả? Trên tận nghìn cái lần đó, ta nghĩ nó cái đầu cũng không nghĩ ra. Cái đó để làm cái gì? Cái đó dùng để thu thập tình báo chào cà. Có phải đều nhờ cái Thái Bạch Sư Phụ chọn lọc thông tin? Thái Bạch Sư Phụ vất vả rồi, ta biết cái kia nhất định là không làm nó một mình mà. Thái Bạch Sư Phụ. Nguyên lý thì cụ thể bà bông cậu không thể nói rõ được. Ngươi cái hiệu như thế này đi. Ta dựa vào những ký hiệu này thì mới có thể tìm người Trần Dục Thừa. Cứ nói thẳng ra là ta giết ta cho rồi. Còn nói chuyện gì nữa? Môn lý ta làm thú tiêu khiển ư? Vậy được rồi, chơi đi. Cho đến khi ngươi vui vẻ thì ta cũng được giải thoát. Nhiều ký hiệu như vậy đều do tiên quân ngài điều khiển ư? Đúng thế. Vậy thì lợi hại quá. Tây Hạ cũng có chút ít về tu luyện công pháp, là muốn thi triển đồng thời nhiều pháp ấn như thế thì điều khiển trận khí có chút khó. Cái này còn lợi hại hơn nhiều so với thiên trụ phục ma lệnh gì đó. Ừ, đại khái là như thế. Nếu đã biết thiên trụ phục ma lệnh thì nhất định phải biết đó là do thiên đế tạo ra. Người muốn khiến cho so bì nào mạnh hơn ư? Muốn mọi thông tin từ miền ta ư? Lúc đó thì sự xuất hiện tại Tiệt Long Cảng thì có nghĩa là thiên đế đã quý vị. Nhưng mà nhân vật chính thì chưa hề xuất hiện. Bây giờ ta biết là tại sao rồi. Người chính là thiên đế bổn tụng bây giờ nhỉ? Hai huynh đệ người, kỹ năng trên 8 điều tra điểm tôi đề. Không ngờ một tỳ lòng cản thế này lại là ngộ hổ tàng lòng nhân tài kỳ sức. Không phải người đến giết tự. Tại sao? Bởi vì trâu tiên trọn trên tay người ư? Khoa nói loại bí thuật này lại rơi vào tay của người. Dù sao cũng là tiên nhân tộc, không có xuất thần với cảnh gì cả. Sao ta biết được trư tiên trọng trong tay của người là thật hay giả, sử dụng có được hay không? Đơn giấu nữa, đưa ra đi. Vô ý mạo phạm, đây thực sự là trư tiên trọng. Ta còn muốn khiêu khích tiên tộc, nhưng mà cũng không sử dụng đối với tiên tộc. Sao ngươi biết là thật? Ngươi từng dùng à? Ta biết ngươi là phàm thể, đừng căng thẳng, ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Sau khi cha mẹ bị hại, ta và đệ đệ không nhà để về. Ta hướng tứ phương, vì miếng cơm mà dục nhân làm đệ tử ở y quán. Còn ta thì ở cánh hát tìm công việc tạp vụ sống qua ngày. Đệ ở đây thì cũng khá tốt. Sư phụ đối với đệ thì cũng rất tốt. Còn cho đệ mượn sách để đọc. Bồ nội kinh y này thì nói về kinh mạch thì mặc dù khác với tu luyện pháp thuật, nhưng mà nguyên lý thì tương đồng. Không phải đệ phản cảm mấy cái chuyện pháp thuật này ư? Đây là nghĩ pháp trận này trên người của Quỳnh nhất định có cách để xóa được. Có lẽ không cần dục nhận. Để học hành chăm chỉ, đừng có lo cho ta. Ở gánh hát thì người nhiều phức tạp, không có ai để ý tới bệnh tình của người ta cả đâu. Ngài đi nhầm rồi à, đây là hầu đài. Hơn nữa thì hôm nay đã đóng cửa rồi. Ngài đi gọi mấy nữ bồi tược rượu tới đây cho ông. Ngài đã tìm nhầm nơi rồi. Hoa liễu hương thành ở thành Tây. Ngươi không đi thì đứa ta tới. Ngài nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là một người làm. Ta là đàn ông, không phải là nữ bồi rượu ngài cần.
Đàn ông mà vậy thì càng tốt. Ta ta đây. Ông đây là yêu tộc mà dám phản kháng. Bột nát mấy cái đốt xương con người thì mới ngon ngọn có phải không? Ây da. Đây là cái gì? Ây da, tại sao ngươi? Tại sao tới đây? Ngươi đây là cái gì? Lúc đó ta mới biết Trâu Tiên Trận không phải chỉ đã giết chết tiên tộc. Vì chết đi, yêu quái, đáng đời mày. Cơn đau kịch liệt truyền từ cánh tay, giống như là đục nát xương thủy vậy. Cơn đau truyền khắp nơi, rất lâu sau thì mới ổn định lại được. Sau khi gánh hát, cửa chỉ có mình ta ở lại quét dọn. Để những giấy tờ này bị phát hiện thì nhất định sẽ bị tra ra. Đến lúc đó thì ta nhất định phải chết. Ta không thể trốn thoát. Muốn giết thì nhầm vào mình ta là được. Chỉ còn ta không nói thì không ai biết ta có đề đề. Chuyện này có liên quan sẽ không liên quan tới hắn. Tường quá, đây là vò rượu ngon. Chỉ còn một chút thôi là đáng tiếc. Ban đầu ta còn cho rằng bị tu tiên trọn gì chết chỉ là khắp người biến dị, nổ tung mà người mà chết. Thi thể la liệt khắp nơi sẽ trực tiếp phán tử hình. Nhưng mà thực tế khi thi thể bị nổ tung kia giống như là tro bụi sau khi tiêu hủy. Phút chốc tiêu tán, như là làn khói không có dấu vết. Hoàn toàn không bị phát hiện. Tôi không biết tại sao tôi tiên tận lại có thể khiến cho quái vật biến dị. Trong phút chốc sau đó nổ tung nên chết. Cũng không biết tại sao bản thân lại bình an vô sự như vậy. À, ngươi là ai nhỉ? Sao ngươi lại đây? Mấy cái lão gia tộc tôn qua đâu? Đi hết rồi. Đi rồi. Ngươi không đắc tội gì họ chưa? Ta nói này chứ không vậy. Nếu như đắc tội thì ta còn sống sót đứng tại điều. Ta chỉ là hiểu một điều. Chính là cái mạng này của ta cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Có lẽ hôm nay chính là ngày chết của ta. Không đơn giản hà. Người có thể bình tĩnh như vậy, quả nhiên không phải là lần đầu người thấy Trâu Tiên Trận phát động. Thấy bạch sư phụ, Âu Ca chứ không sợ chứ? Có Trâu Tiên Trận kia là thật, thì hắn phải tránh đi chứ? Không sợ đâu. Đây gọi là mà hóa, người tu luyện chính cống đã từng thấy chưa? Có một tiểu ca nhìn thấy bị dọa cho thân ám ảnh. Thì hắn là thi vợ của thân chủ phủ cờ. Họ đều chết rồi. Những người trước kia đều bị Trâu Tiên Trận nhốt. Nhưng mà họ không phải là tiên tộc. Không phải tiên tộc. Nhưng mà đều là người tu luyện chỉ ít thì cũng có tù vị. Trâu Tiên Trận là một loại pháp trận đặc biệt. Nó không cần người thi triển, không cần được phát động. Người tu luyện thì chỉ cần tiếp xúc với pháp trận thì giống như là uống thuốc kích thước. Cường chớ bắt đầu đột phá cảnh giới. Chân khí càng mạnh thì cảnh giới càng cao. Độ khó khi điều khiển sức mạnh càng lớn. Mỗi khi đột phá một cảnh giới thì nguy hiểm cực lớn. Một khi tẩu hỏa nhập ma thì không chỉ có thể biến dị, thậm chí là bị chân khí trong cơ thể phản phệ, cho đến khi hồn phiêu phách tán. Tên này là sao? Chủ động tìm cái chết không nói, lại có thể biến dị, rồi có thể bình tĩnh như vậy, không có chuyện gì xảy ra. Hồi phục rồi, Trâu Tiên Trận không làm được gì hắn. Đột phá càng nhiều lần thì sẽ quen với chuyện ma hóa này thôi. Nếu chỉ là trúng Trâu Tiên Trận mà không kiểm soát được sức mạnh này thì chỉ có thể nói là gà. Hả? Cười kia lắm mà. Chính là gà. Người đang nói tiên đế để trước ư? Ta không biết. Ta cũng chưa từng đấu với hắn. Khi đó thiên cung bị bao vây là một đại trận chiến. Cái gọi là thiên đế đời trước bị chết bởi Trâu Tiên Trận, mấy cái chữ này có thể tin được bao nhiêu? Trong ba loại pháp thuật, trận lên ống, rốt cuộc là pháp trận gì cũng chỉ là kỹ năng khống chế. Còn có nhiều sơ hở, nếu như người tu luyện đều khác tu tiên trận ở trên người, thì người không khác gì tự sát. Một khi pháp trận khởi động thì bản thân và đối thủ đều đồng quy vô tận. Nhưng mà người lại ngoại lệ. Nhìn vết thương trên tay con người thì ngươi nhất định đã từng thử qua rất nhiều cách để phá hủy nó. Giống như là lời thiền đề nói. Bản thân. Nhưng mà hòa vàng này vốn là có chân khí chuyển động giống như là kinh mạch trong cơ thể. Người càng nhiều lần phá hoại pháp trận thì bộ phận bị phá hoại sẽ dung hòa vào kinh mạch cơ thể của người. Lâu dần thì giống như là một quá trình tẩy của ngươi vậy. Ngày xưa ta chỉ nghĩ làm sao để xóa được nó. Xem ra đã phản tác dụng rồi. Chuyện này phải xem người nghĩ nó thế nào. Có gì vò như vậy thì kinh mạch của người giống như là bị pháp trận này cắt đứt vậy. Có thể người không có sự chuyển động của chân khí mà càng khó tu luyện.
mà trong pháp khởi động thì không lấy mạng người, vì người lập phàm thể, hơn nữa thì cả đời này chỉ có thể lập phàm thể thì phàm thể, ta cũng không muốn trường sinh bất lão, cũng không muốn cầu tiên vấn đạo, nổi danh gì gì đó. Đừng giả vờ nữa lão trọn, ngươi từng dùng tới tiên trọn, hơn nữa không chỉ một lần có đúng không? Lần đầu chỉ là vì tự vợ bảo vệ bản thân mình, đó là chuyện ngoài muốn, sau đó thì không phải rồi nhỉ? Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi, bây giờ có nói bao nhiêu người chết trong tay ngươi rồi? 52 người, hả? Không phải là hoàn toàn là yêu tộc, mà còn là bán yêu, có một số thì nhân tộc lén học phá tục tác oai tác quái nữa. Đi đã đi đã, cứ làm như vậy mà vẫn có thể ẩn nấu ở Tiệt Lồng Cảng, ta không tin. Không phải người ta nói đã, năm đó địa địa của ta được sư phụ đề bạc là thi vào hình ngục tỳ, sau đó thì được điều động tới Tiệt Long Cảng làm việc, ta chuyển đi cùng với đời ấy. Để người biết những chuyện người làm không? Đương nhiên nó là do sự do dự rất lâu thì mới quyết định làm việc cho yêu tộc. May mà từ khi việc làm đến bây giờ chưa có sóng gió gì. Ta không hy vọng chuyện ta làm ảnh hưởng tới nó, cho nên sau khi đến Tiệt Long Cảng, ta đã thu tay lại. Ây đừng đừng, ngươi vì trừ hại cho dân, thế giới này còn nhân tài như ngươi. À, nhân tài gì chứ, ta đã hoàn lương rồi. Hả? À, không phải rửa tay chậu vàng, rửa tay chậu vàng. Rửa cái gì mà rửa? Dưới tâm vài tên nữa đi. À, tại sao? Vì thiếu gia này à không, à, thiên đế thánh quần, ta cho ta đi. Đi đã, ngươi là phàm thể. Chưa nói yêu tàu tùy tiện tới một người tu luyện nhân tộc đều có thể di chết trong phút chốc. À đừng thế, ta có thể sống tới tận hôm nay đều là nhờ vận may. Nhưng mà ta không dám cược nữa. Hay là ta cho ngươi một vũ khí phòng thân? Hả? Này này nào, tùy ý cho đi. Những đau thương kiếm càng này đều là của tiên tộc, cái nào cũng là cao cấp. Tiên tộc di vong ngàn năm, cơ bảo bối năm đó còn lại phần lớn đều lưu lại ở các nơi phàm giới. Giống như là trụ tiền trần ở trên tay của ngươi vậy. Nếu như mà thiền địa muốn lấy lại cái thứ thuộc về tiên tộc, thì tại sao ngươi lại không giết ta lấy lại trụ tiền trần? Ồ, từ đầu ngươi đã nhận định ta đến giết ngươi. Hoặc là chặt cánh tay này đi. Nếu như ngươi đã rơi vào tay của yêu tộc thì kết cục này là chuyện tốt. Ngươi muốn chứng minh bản thân khác với yêu tộc, đúng không? Yêu tộc thì chúng tính là người ta gì? Nếu như phải nói thì ta khác với tiên tộc trước kia, điểm này ta có thể đảm bảo vì người. Trâu tiên trận này chỉ là một trận pháp mà thôi. Pháp trận mà tiên tộc có điều ở trong đầu của ta. Ta muốn dùng nó lúc nào thì cũng được. Ta cần trâu tiên trận này làm cái gì? Cũng đâu phải là thuốc độc nhất vô nhị đâu. Nhưng mà người trần dục thừa, người là độc nhất vô nhị. Hàng ta lại để ý tới người như ta. Quả nhiên là hắn không giống tiên tộc trước kia. Nên như ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng thế đâu. Nói thì dễ nghe, nhưng nghe thì lại đáng sợ quá. Thế này đi, ta chọn ngươi cho một thanh. Phải làm sao đây, dục nhân? Đây cả, để hình như là đã gây chuyện rồi. Lấy cái này đi. Đây là thanh linh đạo có tên là Túc Lô Đạo. Dùng đao xuất kim khí, chỉ còn đánh trúng thì có thể trấn áp. Ấn pháp ấn đó lên đối phương, sau đó thì tự động dẫn thi phá tuột. À không được, không được, ta không biết dùng. Ê, giờ lấy đi mà, lấy đi mà. À, không, 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 đừng gạch ký. Không gạch ký với ngươi. Đây là cường ép. Vậy xin đi, ok. Hay là tôi đi ép vừa chín không ngọt. Ai đang nói thế, dòng con gái. Mà kệ lại thì khuyên hắn là được. Không ngọt nhưng mà vậy khác thì cũng phải ép. Không tới khi nói rồi. Tay trái này của ta cơ bản là phế rồi. Ta thực sự không cầm được đào đâu. Ồ thế à, ta còn đã bị chọn thanh nhẹ nhất nữa chưa? Cuối cùng thì cũng đã từ bỏ rồi. Không còn vũ khí thì pháp khí cũng được mà. Hả? Nên xem những bao bối này đi. Nhanh nhanh nhanh. Không hồ là thiền địa, đúng là hào phóng. Chừng này đô đã là cái gì? Không cùng lào không hưởng lộc. Thiền địa thanh quần. Rốt cuộc là người muốn ta làm gì? Đừng ở Tiệt Long Cạn nơi lão tròn. Nơi này đã hạn chế người phát huy. Tây dòng người có thể du ngọn bốn phường. Tốt nhất là tới trùng nguyên. Quyền lực của yêu tộc gặp cái đám trường lão kia. Người đang nói Ngũ Đại Đô. Ngũ Đại Đô là năm thành trì, trung tâm của chín châu 16 quận, tập hợp tài nguyên bốn phương, hào thế môn khắp nơi, tu luyện thịnh giả, thịnh hành cường giả thì đâu đâu cũng có.
Nó tượng trưng cho những quyền tộc quy tộc đối với phàm giới, là khu vực trung tâm của cả phàm giới này. Nhưng mà đây này, thì ta muốn vào thì cũng không vào được. Cho dù là thế nào thì cũng không gặp được mấy cái trưởng lão kia. Người như ta không xứng tầm. Xứng tầm gì? Nếu như ta kéo chúng xuống thì sẽ nát mặt mũi của chúng thì sao? Người định làm thế thật ư? Quân tử Nhật Ngộn nói được thì làm được. Xem ra một vở kịch lớn đã được mở màn rồi. Ta hy vọng có thể sớm hàng trước chiếm một mình một vị trí tốt. Sao các người lại ăn rồi? Nhắc nghe người nói tào lào với Trần Dục Thừa kìa, nấu mãi cũng không hết chuyện ta đói rồi. Ông anh kia thú vị lắm. Cuối cùng thì hắn ta nhận được thứ gì? À đúng, cuối cùng phần cho hắn nhiệm vụ dưa này ép chín chưa? Hắn tự chọn bà pháp bảo cũng hợp vị hắn lắm. Thật hả? Là ba món nào? Một cây bút, một cây gương và một vò rượu. Sáng sớm mồm sầu, thanh chủ phụ phụ châu phủ trả lại cho người, luôn tiền tại cho người thanh đao này, tu luyện nhớ chăm chỉ hà. Ý da cũng khá đi chưa, bổ sung chân khí hộ phục tù vị cho mấy cái tên nhóc này, đến lúc phát huy tác dụng rồi. Dù sao thì trước đây đều là tiên tộc, lần vào trên độ trì thường thì không ai bằng. Thì để tên quần lần trước nghỉ quay lưng là đi, khi nào thì có thể ở lại đây vài ngày. Ây da, đứa nhỏ à, người cứ kéo ta làm cái gì mà tránh ra. Hôm nay có khách tới, vì này là con gái vợ chồng thành chủ Ti Long Cảng. Đây là đại tiểu thư đấy, tên là A Cầm. Chính là bọn tiểu thư đây, người chuyện thế như hương nhà cô nương. Ai hiểu rồi, tiểu tiên lập tức thông báo xuống bên dưới, cùng ngồi A Cầm tiểu thư. Giống và nhà trẻ quá, hơi nhỏ cộn nhưng mà tuổi trung bình của hai người ta đều hơn 1000 tuổi rồi đấy. Họ trạng thái nguyên thuận, Thái Bạch Lão Tiên Sinh cũng là trạng thái nguyên thuận. Tại sao họ lại mờ ám như vậy? Nói ra thì Lão Tiên Sư còn có thể tự do đổi hình thái mà. Họ có làm được không? Ta đang giúp họ khôi phục tù vị, cái chút công hiệu cũng có thể dùng pháp thuật rồi. Còn có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu hay không? À Thánh Đế Thánh Quân, Thánh Đế Thánh Quân. Ừ, sao thế? Siêu Văn Tiên Quân có ý thức rồi. Đâu? Để ta đi xem. Ừ? Nào chậm thôi, chậm thôi. À giờ ngươi nhìn đi, Thiên Đế Thánh Quân đã tới rồi kìa. Hay, ngươi có thể có phục lại thì tốt quá rồi. Chuyện chúng ta đã nói với nhau, ngươi còn nhớ không? Thế dòng ngươi sống tốt, đến lúc đó thì ta sẽ giới thiệu đàng hoàng với ngươi. Ta đã biết rồi, ngươi chính là Đương Kim Thiên Đế. À, cũng đã không tính là ta tự giới thiệu. Ta tên là Âu Dương Tĩnh, cứ gọi ta là tên ta là được. Vậy Âu Dương Huynh, lần vừa tuổi tác thì ta nhỏ hơn người nhiều lắm. Có điều không sao, cứ gọi sao cũng được. Âu Thú kìa, đột nhiên ngươi chạy tới đây làm gì? Đề đà sĩ vẫn vẫn đang ở chuồng. Quá. Đề đà nhờ phản ứng nhanh lắm. Lát nữa gọi ngươi đưa đi, ngươi đi thay quần áo. Tương lệnh. Tên Long Sơn kia chính là Mà Lòng ở Tiệc Long Cạnh hả? Nói chính sách thì đó là hắn và người nhà của hắn. Nhưng mà cha huynh đệ của hắn đều đã còn lại thi thể, chốc nữa thì hắn cũng không cứu được. Mà Lòng coi như là Mà Lòng nhỉ? Hắn không muốn biến thành Mà Lòng đâu. Từ hình cảnh của hắn thì có thể thấy được tiên tộc trùng đúng là không đội trời chung với ma tộc. Chúng ta không nên quá cứng nhắc trong sự phân chia này, cũng không cần phải phân thành nhiều loại làm cái gì. Cho dù là phàm thể thì cũng có thể diệt chết được người tu luyện. Thực lực chia thành rất nhiều phương diện, cảnh giới tu vị chỉ là một phần. Nói như là cái kia tu vị của người thấp không bằng. Ta là nói chỉ cần thực lực thì bất luận là cảnh giới tu vị đều phải quan tâm đặc biệt tới họ. Nhưng mà người mạng Mà Lòng này về đã bán dành của thiên cung, người cũng độ lượng quá rồi. Mà Lòng thì sao? Đừng quên bây giờ người cũng là yêu tộc. Tên Mà Lòng kia ăn thịt người đấy. Ai nói ra thì chưa từng ăn ai. Chính là vì nó là si vàng cho nên mới chết người được Mà Lòng ăn thịt sống. Ngươi vào Tiệc Long Cạn thì đâu phải kiểm tra để hiểu rõ tình hình mới ra tay. Sao lại dở tin cái tình lồng sành đó như vậy? Ừ, cái này Âu Ca nhất định có lý của anh ấy. Ta chỉ muốn nuôi một con rộng ở tiên cung mà thôi. Chỉ còn một con này thôi. Người nói ta phải làm sao? À vì cái này ư? Ừ, nói thật lòng rồi.
Bàn ba tiền đế thánh quân, xin vâng tiên quân tới. Chào hai vị tỷ tỷ. Người lớn tuổi hơn họ nhiều, đừng có gọi là tỷ tỷ. À đồng thế gọi huân nha là được rồi. Ui đáng yêu quá. Xin chào lòng sành, tớ tên là A Cầm. Cầm tỷ tỷ, ui gia đáng yêu quá. Giờ không nói đến vụ mà làm nữa, đúng là tùy tiền mà. Anh cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Ngươi nhìn ngươi kìa. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Coi có tiền cùng thì cho dù là mấy hạt ngọc châu hay là mấy cái đồn giày thì cũng phải phân loại ra. Đừng có để lùng tùng, sao người không để tâm chút nào thế? Ta không bỏ lung tung mà. Sao lại không có được? Ngôi nói người phần chỉ dây thần theo màu sắc. Nhưng mà bọn ta thấy màu vàng màu xanh lộn xộn với nhau hết. Đúng thế. Nếu những người không cẩn thận hơn một chút thì không nên làm việc sắp xếp đồ đạc này. Ngươi tự đi tìm việc khác làm đi, đừng có ở đây gây phiền phức. Được. Hòa tự à, thực ra thì ta cảm thấy không thích hợp việc này lắm. Ta muốn cầu xin thiên đế thánh quân cho ta quay về làm việc trước kia. Việc trước kia chẳng lẽ là... Chẳng lẽ á? Chuyện gì thế bị đau? Ngươi tìm riêng ta thân thân bí bí làm cái gì hả? Bẩm thiên đế thánh quân. Tiểu tiên nhờ ơn của thiên đế, nội tu tròn khí, ngồi luyện công pháp. Đáng tiếc là cơ thể sát tịch đã bị phá hủy, chỉ còn là trạng thái nguyên thần. Mặc dù không thể gia tăng cảnh giới nữa, nhưng mà xin được khôi phục tu vi làm việc cho thiên đế. Này, tu luyện có chút thành quả, chỉ cảm thấy sức lực của bản thân không biết thể hiện ở đâu. À không phải, nghĩ sao thế? Từ lúc quen tới giờ, thì những lời nói mà cộng lại người cũng có mà hôm nay. Tỷ chất tinh là thủ là môn, sớp vào bạch cấp chân tiên, từng là một trong thiên binh bảo vệ thiên môn. Ký ức của hắn hồi phục lại rồi. Mong thiên đế phê chuẩn tiểu nhận trở về vị trí của mình, bảo vệ thiên cung. À người, vốn dĩ thì ta con như thế này hả? Đi thôi, người muốn bảo vệ thiên cung thì đi. Không thể lãng phí người ta còn như thế này được đâu. Đa tạ thiên đế thánh quân. Công việc cụ thể mỗi ngày của các người đều là do Thái Bạch phân chia. Ngươi đi hỏi ông ta, nghe sắp xếp của ông ta là được. Tương mệnh, thì tiên nhất định sẽ tận trung cho đến khi chết. Chết cái gì mà chết? Ngươi đã thế này rồi, không phải đã chết một lần rồi ư? Tiên nhân chỉ là muốn cống hiến cho thiên đế. Muốn cống hiến thì quý trọng cái mạng con lại này của người đi. Nghe cho rõ đi, ta không thể để cho người làm cái bia đỡ đạn đâu. Người không có việc gì thì đừng có nghĩ đi liều mạng. Thiên đế thánh quân, tiên nhân chỉ là tiểu tiên, là một trong thiên binh hạ cấp của thiên cung, không xứng để thánh quân quan tâm như vậy. Ây da, thiên đế thánh quân, ta thích không được hả? Cứ nghe lời ta là được rồi. Đa tạ thiên đế thánh quân. À đúng rồi, cho dù là bảo vệ thì bình thường vẫn nên biến về cái hình dáng nhỏ này đi. Bây giờ chúng ta phải kiên tốn hiểu không? Rõ. Không ngờ bí đạo lại to lớn như vậy. Hắn có thể nhanh chóng khôi phục và trí nhớ và biến trở về dáng vẻ ban đầu. Đúng là không nhìn ra được hắn có bản lĩnh này. Cũng may là hắn chủ động đến tìm ta yêu cầu thăng chức. Nếu như mà họ đều không nói thì ta cũng không biết còn ai có thể khôi phục lại hình dáng vẻ ban đầu nữa. Thiên đế thánh quân, hòa tử, người tới lúc nào? Thiên đế thánh quân nghỉ ngơi đi ạ, tiếp tiền đến chải tóc cho người. Ây dạ, không cần không cần, ta cột lại đây là được rồi. Thiên đế thánh quân, đây là huyền cơ cảnh giới rồi. Ngày đêm tu luyện không ngừng, vất vả như vậy, thì chút chuyện này hãy để cho hòa tử làm thay người. À, ta không thấy mệt. Hòa tử chỉ muốn phân chia gánh nặng cho thiên đế thánh quân. Thế hả, ngươi thật giống với ông anh thủ là môn kia. À đâu có, hoa tử chỉ là... Ngươi biết tên thật của Bi Đào? Ta đã nói với hắn rồi. Đừng có mà bài lộ hình dạng vùng có, tạm thời đừng có rêu rào. Hắn có nói cho người biết không? Hay là người biết tên thật của hắn bởi vì ký ức của người cũng có phục rồi? Tiên nhận không có ý giấu người, chỉ sợ là... Hả, ngươi sợ ta? À không có, không có. Hoa tử lo lắng, tiên đế thánh quần xa lánh tiêu tiền. Bây giờ ai đang xa lánh ai? Người lúc nãy mới thừa nhận là có chuyện giấu ta rồi. À tiểu tiên cái này... không nói thì thôi. Ta còn muốn biết tên thật của người. Không muốn biết dáng vẻ bóng quái của người. Tiên đế thánh quân. Tên thật của tiểu tiên là Khương Phong Anh.
Là một tiểu tiên nhỏ bé sau này mộng thiền quân có gọi tiểu tiên là hòa tử. Người cũng sinh gái mà. Hả? Người đang lo lắng cái gì? Hòa tử vốn dĩ là một nông dân. Khi lên núi hái thuốc gặp phải một gốc linh thảo cơ duyên trùng hợp mới đi vào con đường tu tiên này. Sau khi phi thăng lên thành tiên thì luôn phụng mệnh âu hạ các điện hẻo lánh. Người xuất thân hèo mộng như tiêu nhận thì nhiều nhất chỉ là kẻ hầu nghị hạ. Tiền tiền nhận được phong hậu và chức quan thì cũng đối với xuất thân từ danh gian hoàng tộc giống như Thái Bạch Tinh Quân. Chân thực thì ừ, kỳ đó bá chủ của thiền cùng và làng tiểu đế. Nhưng mà thực ra tiểu tiền cũng chỉ là nhìn thấy ngài ấy ở nơi xa ở trong yến hội mà thôi. Không giống bây giờ có tới bên cạnh thiền đế thánh quân. Vậy thì ta hơi to rồi. Thiền đế thánh quân không chứ tiểu tiên là được rồi. Ngươi đừng nói như vậy. Đừng để ý xuất thân hiền sang gì cả. Cho dù là tiên tộc lúc trước có trọng danh gia dòng tộc, nhưng mà bây giờ người đó đâu thấy bóng dáng nào nữa. Giống như ta trước kia, ta cũng chỉ là một người bình thường. Vẫn không nên nói cho cô ấy biết, thật ra ta không phải là người của thế giới này. Cho dù có nói ra cô ấy thì cũng không thể nào hiểu được. Có chấp nhận hay không cũng không biết. Mặc dù hòa tử khôi phục lại ký ức, nhưng mà cảm thấy buồn bã. Trước kia, thiên cung ai ai cũng biết. Không tiếc mọi giá cũng phải kiếm được chỗ ở trong thiên cung. Hòa tử không biết tại sao phải tu luyện, tại sao phải cầu tiên lộ. Cũng chỉ là nước chảy bèo trôi mà thôi. Nhưng bên cạnh ngài, cho dù là ngài đã từng mất đi ký ức và tự vị của thiên nhân, cũng chưa từng có chút mơ hồ. Hòa tử không biết tiên đế thánh quân từ đâu, nhưng mà tiêu tiên biết lần đầu người đến đây nhất định là cũng là một thân một mình. Cho dù trước đây ngài chưa từng lộ ra bí sầu và chua xót, nhưng mà tiểu tiên nghĩ. Lúc nãy người nói, hoa tử cũng ngốc rồi, mong tiên đế thánh quân trích, đừng trách phạt. Sao ta lại trách người được? Tiên đế thánh quân, có thể đồng ý để tiểu tiên một chuyện được không? Được, tiểu tiên vẫn chưa nói mà, chuyện gì? Người cứ nói đi. Thật ra đây chỉ là chút tâm tư của tiểu tiên, chỉ muốn để cho người biết. Mọi hành động lời nói của tiêu tiền đều xuất phát từ tấm lòng, không phải là vì đã thiền đế. Còn ta là tiểu tiền, là bởi vì từ tận đến lòng, tiêu tiền đã coi người là người nhà. Tiêu tiền chỉ hy vọng có thể cho phép tiêu tiền quan tâm và chăm sóc ngài như thường, có được không? Ok. Chuyện gì? Là chuyện của cái đuôi nhỏ. Hòa tử à, ngươi không giận ta nữa hả? Ta có giận gì người đâu. Lúc trước, em nghe cuộc nói chuyện của họ nên đi theo. Tiểu tiên thực sự không để lùng tùng mà. Nhưng mà họ cứ nói ta thế. Ở đây lát nhé. Người thấy những bông hoa nhỏ này, dựa theo màu sắc thì phân ra cho ta xem. Sau đó thì ta làm vài lần kiểm tra thì cơ bản có thể xác định rằng ý của em là cái đứa nhỏ bị mù màu. Ừ, đúng vậy. Hả? Âm mưu gì chứ?